Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. 23 câu thần chú giúp bạn thành công bền vững, phúc báo đông đầy. 1. Đừng nói, hãy hành động. Đừng tuyên bố, hãy cho họ thấy. Đừng hứa, hãy chứng minh. 2. Đừng sợ mọi việc đi sai đường mà hãy nghĩ đến những thứ đi đúng hướng. 3. Đừng bao giờ ngừng làm những điều tuyệt vời chỉ bởi vì một ai đó không tin tưởng bạn. 4. Nghiêm khắc là luôn hoàn thành nhiệm vụ, cho dù bạn có không thích nó. 5. Làm việc trong lúc mọi người đang ngủ, học trong lúc mọi người đang chơi bời, tiết kiệm trong lúc mọi người đang hưởng thụ, sống trong lúc mọi người đang mơ. 6. Đừng nên hối tiếc bất cứ điều gì trong cuộc sống. Nếu nó tốt, tuyệt quá. Nếu nó xấu, bạn sẽ có thêm kinh nghiệm. 7. Chìa khóa để thành công là tập trung cả tâm trí vào những điều chúng ta khao khát chứ không phải những điều chúng ta sợ. 8. Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế. Những lần không hẹn mà gặp, vậy nên đừng từ bỏ cơ hội khi vẫn còn có thể tiếp tục. 9. Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Người đã không thích bạn rồi thì họ cũng chẳng thèm quan tâm bạn thay đổi thế nào đâu. 10. Cuộc sống khó khăn nhưng vui hơn môn toán rất nhiều. Bởi không ai giống ai, mỗi người đều có thể tự tìm cho mình một đáp án. 11. Người quan tâm đến thành công phải học cách xem thất bại như là một phần lành mạnh, không thể tránh khỏi của quá trình lên đến vị trí cao nhất. 12. Nhiều người chỉ trải qua một vài lần thất bại đã trở nên nhục chí, hoàn toàn buông xuôi và thu mình vào trong chiếc vỏ bọc của nỗi sợ hãi. Họ luôn lấy sự thất bại chặn đứng tất cả những hy vọng và ý chí muốn vươn lên sau đó. Bởi vậy thất bại cứ mãi nối tiếp thất bại. 13. Chuyện xấu không xảy ra và đập tan trái tim bạn chỉ để bạn có thể đau khổ và bỏ cuộc. Chúng xảy ra, đập tan bạn và xây dựng bạn lại từ đầu để bạn có thể trở thành tất cả những gì mình đáng trở thành. 14. Thất bại không chết người. Thất bại nên là thầy của ta, không phải người làm tang lễ. Nó nên là thách thức để ta vươn tới những tầm cao thành tựu mới, không phải để lôi ta xuống vực thẳm tuyệt vọng. Từ thất bại, ta có thể có được những trải nghiệm đáng giá. 15. Nếu bạn hỏi một người giỏi trượt băng làm sao để thành công, anh ta sẽ nói với bạn, ngã, đứng dậy là thành công. Nếu bạn hỏi một người trượt patin giỏi làm sao có thể lướt mình trên những bánh xe trơn trượt, họ sẽ nói với bạn, ngã, đứng dậy là thành công. 16. Tạo nên dấu ấn của mình trên thế giới này rất khó. Nếu dễ thì bất cứ ai cũng đã làm rồi. Nhưng nó không dễ. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, bổn phận, và nó đi cùng nhiều thất bại dọc đường. Thất bại dọc đường, 17. Thử thách thực sự không phải là việc bạn có tránh được những thất bại này không, bởi vì bạn sẽ không tránh được. Thử thách nằm ở việc liệu bạn có để chúng làm mình chai cứng hay xấu hổ tới mức ngừng hành động, hay liệu bạn có học hỏi được từ chúng không, liệu bạn có chọn bền bỉ theo đuổi không. 18. Hãy nhớ rằng bạn không phải lúc nào cũng thắng. Một ngày nào đó, ngay cả người có tài xoay sở nhất cũng nếm mùi thất bại. Nhưng trong trường hợp này, luôn có ngày mai, sau khi bạn đã làm hết sức mình vì thành công của hôm nay. 19. Đừng từ bỏ giấc mơ chỉ bởi vì bạn quá tốn thời gian để đạt được nó, vì dù sao thì thời gian cũng sẽ trôi qua mà thôi. 20. Bạn thu hút những gì bạn có, chứ không phải những gì bạn muốn. Nếu bạn muốn những điều tuyệt vời, vậy thì hãy trở nên tuyệt vời. 21. Hãy tìm lấy công việc mà bạn yêu thích, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời. 22. Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó, bạn sẽ tìm ra cách. Nếu không, bạn sẽ tìm những lời biện hộ. 23. Một ngày nào đó mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời. Vậy nên, hãy cười vào mặt sự hỗn loạn, mỉm cười vượt qua những giọt nước mắt và tiếp tục nhắc nhở bản thân rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Vì vậy để tăng cường thêm các khí, chiêu tài chiêu quý nhân, các bạn có thể kết hợp sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân luôn đem theo bên mình để đem lại may mắn. Vòng tam hợp huyết long là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho tuổi. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp quý thần, có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho gia chủ,
dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Đá mã não đỏ là biểu tượng của sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ. Ngoài ra còn dùng để trừ tà, rất thích hợp dùng làm bùa hộ mệnh. Trên mặt đá sử dụng mực vàng thần tài có hình ảnh bộ ba linh vật Tỵ Dậu Sửu, Hợi Mão Mùi, Dần Ngọ Tuất, Thân Tý Thìn có tác dụng bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Gỗ huyết long được gắn với cái tên là gỗ đế vương bởi loại gỗ này thường được sử dụng trong cung điện của vua chúa ngày xưa. Trong phong thủy, gỗ huyết long thường được các thầy sử dụng nhiều bởi tính chất trừ tà, giảm tai ương cho người sử dụng. Vòng tam hợp huyết long được sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Đây là vật phẩm phong thủy cát lành, không chỉ làm vật phẩm hộ thân mà còn có thể làm quà tặng may mắn cho những người thân yêu. Để thỉnh vật phẩm, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0911998682, 0986707892, hoặc để lại họ tên, xìa tờ năm sinh dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.